Đắk Nông là một trong năm tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi lớn về tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, tài nguyên khoáng sản dồi dào. Sông Krông Nô đi qua địa bàn Đắk Nang, từng tốp tàu như thế này liên tục sục ống xuống lòng sông để hút cát bất kể giờ giấc. Theo người dân thì trước đây lòng sông rộng chừng khoảng 30 m, thế nhưng do nạn khai thác cát lậu nên giờ hai bên bờ sông bị sạt lở, ăn sâu vào diện tích đất hai bên bờ đến gần 100 m. Khi người dân phản ứng về cái việc các tàu hút cát khiến cho đất đai bị sạt lở thì còn bị các đối tượng của công ty này dọa nạt và đe dọa. Nạn khai thác cát bừa bãi trên sông Krông Nô đã diễn ra nhiều năm và người dân đã khiếu nại tới cơ quan chức năng nhiều lần. Tuy nhiên cho đến nay thì tình trạng này vẫn chưa hề chấm dứt.